đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào chị Thanh. Chào Minh Châu. À, xem ra hôm nay Minh Châu có cái gì đó rất là vui nhưng mà cũng hơi khẩn trương nữa. Em có thể chia sẻ với mọi người với chị không? Có gì đâu, bởi vì em rất là mong tới ngày thứ sáu hàng tuần, ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, để được gặp các đầu bếp của chương trình, để có thể được học thêm những cái món ăn mới và đặc biệt là học thêm một thực đơn mới với đầy đủ tiêu chí là ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Ra là vậy. Vậy thì tôi sẽ không để quý vị khán giả và Minh Châu chờ đợi lâu nữa đâu. Tôi sẽ bật mí thực đơn tuần này bắt đầu là một món cá chiên. Cá chiên hả? Ừ, đây là một món ăn rất thích hợp với các thành viên trong gia đình. Chế biến rất là nhanh gọn, không mất nhiều thời gian, nguyên liệu lại dễ tìm. Ồ, nhưng mà chị Thanh ơi, em thấy cá chiên đâu có gì đặc biệt đâu. Ừ, hôm nay chúng ta sẽ làm một món chiên từ cá ba sa, không có xương, rất giòn và đặc biệt là thơm vị bơ rất là hấp dẫn. Tôi tin là các em nhỏ rất là thích. Ôi, chị Thanh chưa kịp chế biến, chị miêu tả thôi mà em đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Như vậy thì chắc chắn là món ăn ngày hôm nay qua bàn tay chế biến của chị Thanh sẽ rất là đặc biệt đó. Chị ơi, món gì vậy ạ? Đó là món cá chiên sốt chua ngọt. Nguyên liệu để thực hiện món ăn này, các bạn sẽ chuẩn bị 400g phi lê cá ba sa, thơm, cà chua, hành tây, ngò, hành tím băm, bột năng, một số gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và bột tẩm khô chiên giòn Agiquick vị bơ. Các bạn sẽ thái cá ba sa ra thành những lát mỏng. Mỏng hả chị? Ừ. Em tưởng đâu mình chiên nguyên một miếng như vậy chứ. Không, các bạn thái lát mỏng để cho món cá khi chiên xong sẽ được giòn lâu hơn. Ồ, vậy à? Quý vị khán giả thân mến, như vậy thì chúng ta phải lưu ý điều này ạ. Chúng ta sẽ thái lát cá thật là mỏng, như vậy khi chiên sẽ có độ giòn. Các bạn sẽ thái thành những cái lát cá mỏng và lớn như thế này. Nhưng mà chị Thanh ơi, em thấy là cá ba sa này cũng rất là ngon, nhưng một số cá khác như là cá chẽm nè hay cá lóc nè, người ta cũng hay có phi lê những loại cá đó. Mình dùng như vậy được không chị? Được chứ em. Các bạn có thể chọn các cái nguyên liệu khác như là cá phi lê cá chẽm, phi lê cá lóc để thực hiện món ăn này. Món ăn vẫn rất là ngon. Phần thơm chúng ta sẽ lựa mua thơm vừa chín tới thôi. Dạ, vừa chín tới thôi hả? Ừ, em biết tại sao không? Khi chúng ta làm sốt thì sẽ thơm ngon hơn và đặc biệt giữ được độ giòn của thơm. Ồ, vậy à? Sau đó chúng ta cắt hạt lựu phải không chị Thanh? Đúng vậy em. Chúng ta sẽ thái hạt lựu hết các cái nguyên liệu này. Cà chua chắc phải bỏ hột phải không ạ? Đúng vậy em. Và cuối cùng thì phần ngò các bạn thái nhỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đặt một chảo dầu lên để chuẩn bị chiên cá. Với 400g cá này các bạn dùng một gói bột Agiquick vị bơ. Em giúp chị để chị chuẩn bị phần sốt. Dạ được ạ, để em giúp chị. Rồi, em cho hết phần cá vào đây. Em đậy lại. Chị Thanh để em cho. Đây, nãy giờ em lắc rất là kỹ rồi đó. Rồi, cảm ơn Minh Châu. Dạ. Để chị coi thử Minh Châu được mấy điểm. Được 10 điểm á. Dạ. Dầu chị nghĩ đã tới rồi á. Bây giờ mình thả cá vào chiên nha. Dạ. Đây chị Thanh để Minh em Châu làm giúp mình chị đi. Dạ. Rồi nhớ tắt những miếng cá ra trong cho bạn cá nó lớn và nó vẫn có cái phần mỏng chứ đừng có bị dày đó. À, đúng rồi. Em hiểu rồi. Dạ. Đúng rồi. Trong khi chờ Minh Châu chiên cá thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần sốt. Chúng ta sẽ dùng khoảng 1 muỗng canh dầu. Các bạn cho khoảng 1 muỗng hành tím băm. Hành thơm thì các bạn cho phần rau củ quả đã được chuẩn bị. Trước tiên chúng ta cho hành tây, sau đó các bạn cho phần thơm vào. Và cho tiếp phần cà chua. Cho vào một lúc luôn hả chị Thanh? Ừ. Bây giờ thì các bạn sẽ bắt đầu nêm vào đây. 1 muỗng cà phê giấm gạo Lisa, 2 muỗng cà phê hạt nêm Agingon. Dạ. Chúng ta sẽ nêm tiếp 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Cuối cùng thì các bạn cho một ít bột năng, chúng ta pha loãng thật loãng nha các bạn. Cho vào đây một ít ngò đã được thái nhỏ. Như vậy là phần sốt vừa xong thì cá chiên cũng đã vừa xong. Bây giờ là phần cá đã chiên xong rồi, chúng ta sẽ xếp ra dĩa. Ở đây chị đã chuẩn bị một cái dĩa với lại vài lát salad. Chúng ta ăn kèm cho ngon hơn. Dạ. Và phần sốt thì chị sẽ múc ra một cái chén nhỏ như thế này. Ồ,
em hiểu rồi. Như vậy là chúng ta ăn đến đâu chúng ta sẽ chấm sốt tới đó phải không ạ? Đúng vậy. Bây giờ thì chị sẽ gắp một miếng cá và một ít sốt. Mời Minh Châu. Quý vị khán giả thân mến, khi mà ăn thử món cá chiên sốt chua ngọt thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều đầu tiên, đó là độ giòn của cá. Điều này là nhờ bột tẩm khô chiên giòn Aci Quýt vị bơ đã áo một lớp vàng đều bên ngoài cá nè. Bên cạnh đó, cái mùi thơm của bơ thì không lẫn đi đâu được cả. Khi mà chúng ta kết hợp với cả phần sốt chua ngọt được chuẩn bị rất là chu đáo, đậm đà thì đảm bảo với quý vị là món ăn này sẽ rất là thu hút đó ạ. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã mở đầu thực đơn của tuần này bằng một món rất ngon, đó là món cá chiên sốt chua ngọt. Và vào ngày mai, ngày mốt, chương trình vẫn còn hai món nữa để cho quý vị hoàn thiện thực đơn của tuần này. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Và quý vị và các bạn đừng quên đón theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được phát sóng hàng ngày để chúng ta cùng nhau chia sẻ thật nhiều những kinh nghiệm trong bếp núc. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có thể chia sẻ với nhau thật nhiều những niềm vui nữa. Hãy viết thư cho chúng tôi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết rồi. Mến chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.